Việc bình chọn các cái ngân hàng tiêu biểu là một việc làm rất là khó, nhưng mà lại rất là cần. Các ngân hàng phải phấn đấu vươn lên để được bình chọn là ngân hàng tiêu biểu, thì chính đó là tạo ra được một cái thương hiệu. Qua các cái bình chọn này, cái điều mừng nhất là sau cái công bố thì được dư luận đồng tình cao. Và năm nay thì các ngân hàng đăng ký để tham gia bình chọn nhiều hơn. Điều đó chứng tỏ là các ngân hàng đã quan tâm đến cái giải thưởng này. Các chỉ tiêu chúng tôi đưa rất rõ ràng, cái hội đồng thì rất là công tâm, khách quan, đánh giá rất thẳng thắn. Không chỉ xem nghiên cứu trên tài liệu, các báo cáo mà chúng tôi còn đến trực tiếp phỏng vấn họ xem là những cái tiêu chí ABT thì nó có gì chưa rõ, hoặc họ có thể giải thích gì thêm không. Nhất là những vấn đề công nghệ thì lại phải là thực tiễn, chứ không thể là chỉ trên cái giấy tờ được. Cho nên là chúng tôi tin rằng là những cái đơn vị nào mà được hội đồng bình chọn vinh danh thì những cái đơn vị đó rất xứng đáng. Thường này nó cũng có một cái sân chơi để cho các ngân hàng cũng xem là mình có những cái nỗ lực gì, liệu có thể mang ra thi thố với thị trường được hay không. Một khi mà đạt được cái giải này, nó không chỉ gọi là cái sự vinh danh và tưởng thưởng, mà nó còn cho thấy có một cái áp lực nhất định để mà làm tự cải thiện. Đây là những cái gọi là gần như là một cái liều thuốc kích thích góp phần để cho các ngân hàng ngày càng cải tiến cái hoạt động của mình. Chúng tôi đánh giá cao công tác tổ chức và chấm giải của giải thưởng do IDG và Hiệp hội Ngân hàng tổ chức thì tôi thấy sự tiến bộ qua hàng năm, công tác chấm giải ngày càng chuyên nghiệp và khoa học hơn. Giải thưởng danh hiệu mà chúng tôi đã đạt được là một minh chứng rõ ràng nhất, thuyết phục nhất cho tính đúng đắn của những định hướng, những cải cách mang tính chiến lược về hoạt động ngành bán lẻ tại BIDV.